Hello, hello, good morning, good morning. Hôm nay, cái xe này có cái nó chở hàng hóa chất hazmat, hazardous material. Ok. Thì nếu mà có cơ hội đó mình sẽ giải thích cho nghe về luật lệ của những chiếc xe mà chở những hàng hóa chất nguy hiểm. Tức là mình phải có hazmat endorsement. Hey, nè rõ ràng nè. Mình đã cho đến ngày hôm nay nè. Rất là rõ ràng. Cái hệ thống khí thải, rửa khí thải, đây là từ ống bô, bạn có thấy không? Cố gắng thấy đi. Đó, ống bô nó ra đây nè, nó ra nó truyền nó vô trong cái máy này. Thì cái máy này á, nó có cái filter trong này để mà khi mà cái này nó thổi ra, nó lượt, nó nằm ở trong cái filter, cái lượt đó. Thì trong lúc đó đó thì cái hệ thống bơm cái nước đẹp từ bên kia qua bên này qua hai cái bơm, lý do là phải dùng hai cái bơm. Một cái bơm trong lúc mà máy nổ đó thì nó bơm vô, mà lúc mà máy tắt á, thì nó phải bơm ngược trở lại ngay trong cái bình đó, để cho cái đường này nè, những đường này nè, những hệ thống trong này đều ép, đều cản hết. Là vì ở bên đây có mùa đông, khi mà cái hệ thống này nè, nó bị đặt đá ở trừ 12 độ. Chỉ là như vậy thôi. Rồi xong xuôi nó lượt xong á, thì nó, cái hơi nước á, nó sẽ bốc ra chỗ này. Và khí nitrogen, còn cái carbon á, nó sẽ nằm lại trong này, nó nằm ở trong cái lược đó. Khi mà cái lược nó dơ thì phải thay cho tới cái lược đó, chỉ là vậy thôi. Rồi nó phun ra ngoài đó. Thì cái máy này nằm ở trên international thì dễ thấy hơn, nó rõ ràng hơn. Đó thì cách làm việc của máy này sao, lý do gì mà nó những năm trước đây nó làm cho cái máy tắt, thì là do cái cảm biến của cái cảm biến này nè. Nhiều khi lúc đó trời lạnh, chiếc này là chiếc International, cái máy Mark Fox, nó là cái nè, nó thường thường đó, đó nó ra đây hai cái bình bơm nè, một cái vô, một cái ra, một cái đi vô đây, một cái đi ngược trở lại. Khi mà cái máy tắt á thì nó sẽ bơm ngược trở lại, nó rút từ ở trong cái hệ thống lượt khí thải đó, nó châm ngược vào đây. Thì cái bình này chỉ là cái bình cách nhiệt thôi, nhưng sau này ở trên những cái xe đó nó có hệ thống sưởi ở trong trọng, như thế mà không sợ bị đặt đá mùa đông, không sợ nước nó bị đặt đá. Rồi lý do nào mà tại sao mà những cái cảm biến nó hư kia nọ, nó nói là nó báo mỗi lần mà cái cảm biến mà nó báo là khí thải ra bị dơ thì nó tắt cái máy, là vì theo lực là luôn luôn là bảo đảm phải là sạch, khi mà cái khói thải ra phải là sạch đó, theo cái lực đó thôi mà
Khi mà cảm biến á, nó không hoạt động tốt á, mặc dầu khí thải ra sạch nhưng mà nó cho là không sạch, rồi nó tự động nó tắt cái máy, có nó làm cho cái máy bị tắt. Đó là vì cái lực nó bảo là nếu mà cái thải mà thải ra không sạch thì không được chạy, chứ mình không thể nào mình nói tôi chạy tiếp rồi tôi về nhà tôi sửa. Vì thế mà lực lệ thì khi họ làm ra lực thì họ bắt buộc mình phải tuân hành đúng 100% như vậy, không có sơ xuất. Nó thì nó rất đơn giản thôi, cái này giống như là cái bình bông gòn vậy thôi. Thí dụ như vậy, nó thế này là trong bông gòn đi đó, rồi có cái nước này khối nó vô, nó dính ở trong bông gòn này, còn cái nước này nè nó xịt vô để mà rửa cái bông gòn ròn gòn đó thôi, rồi cái hơi thổi từ trong máy ra thì nó thổi những cái hơi nước ra ngoài với khí nitrogen. Thì trong bình dưỡng khí hàng ngày mình hít thở cho những người thở lặng thì có 79% nitrogen ở trong và chỉ có 21% oxygen thôi. Còn những người mà lặn sâu nữa đó thì họ phải cần có helium mà. Còn không nữa đó thì cái tiếng nói của họ nó sẽ trở thành đàn ông, trở thành đàn bà, nó tiếng máy có dẹp. Thì mình sẽ giải thích về vấn đề những cái hát mát, những cái xe chở hàng quá chất đó. Ok, đó thì chiếc này nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà sau này thì nó chiếc mới thì nó tiên tiến hơn chút xíu, tức là có hệ thống sưởi vô đây, hệ thống sưởi vô cái bình, hệ thống sưởi vô bình dầu, hệ thống sưởi vô bình đép. Bình đép nằm bên này nha, đép. Xe này nó khác chút xíu, nó có bình sưởi, nó có hệ thống sưởi vô trong bình và trong này nè. Vì thế mà xe này có hệ thống sưởi như thì không đặt được cái sưởi máy, làm cho nóng máy nó không đặt vô, tùy đặt vô nó sẽ có thể bị tạo nên cái máy. À, còn lên tiếp nó xem thì ở trên xe này nó có gì. Thì khi mà nó mấy xe trước đây thì nó không có, sau này thì nó có là nó có cái gì, nó báo nè, để cho xem nè, nó báo gì. Đó, soot level good. Nó mà khi mà cái soot level mà nó bad rồi đó thì phải thay cái, thứ nhất là phải, nó gọi là regeneration, thì phải cho máy nổ mà nổ rất là nóng máy, để cho nóng máy lên để cho đốt hết cái dầu á, còn nằm ở trong cái bông gòn á. Đầu tiên nó chỉ là vậy thôi, còn nếu mà đến khi cái bông gòn mà nó dơ quá đó, nó có đầy cái filter, coi gọi là filter particular filter đó, thì khi mà nó có nhiều carbon nằm ở trong quá, tại nó lựa carbon mà nó giữ carbon lại ở trong cái bông gòn đó, thì khi mà nó dơ thì phải thay luôn. Nhưng mà hiện tại xe chạy khoảng 10 năm rồi vẫn chưa, từ 2011 cho đến giờ vẫn chưa thấy là nó bị dơ đến độ phải thay cái filter.
cái nào hôm nay nè, mình cho các bạn xem nha. Coi như 897 km ngày hôm nay chạy đó, thì coi như 900 km đi, thì trung bình là 29,8 lít cho mỗi 100 km chạy. Thì cái máy đó, cái máy nổ đó chạy không đó là gần 11 tiếng. Thì cái chiếc xe này đó 2021 thì nó hay cái chỗ là mình cái này là nó báo động, nó giúp mình chạy ở bên hông đó có đè, có mấy cái máy chụp hình đó thì nó sẽ báo màu vàng màu đỏ như nọ, rồi nó píp 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 cái nọ. Nhưng cái quan trọng cái chỗ này nè, cái chỗ def suit SOOT đó, thì bình thường nó khoảng coi như nó còn nằm màu xanh đó, thì tức là còn tốt. Còn mà nếu mà nó lên tới màu vàng, tức là khoảng 50% ở trong cái suit, tức là đơn giản nó là nitrogen monoxide với cái nitrogen dioxide, hai cái đó nó còn nằm lại ở trong cái máy lượt khí thải. Thì hai cái đó thì nó đơn giản, nó chỉ là dầu nó chưa đốt hết. Bởi dầu nó đốt rồi mà nó còn cái khí carbon á, CO2 á, nó CO2 đó với dầu diesel đó. Dầu thì công thức hóa chất của nó hình như là C12H24, nó chỉ là cái đó, nó còn nằm ở trong cái máy đó. Vì thế mà nhưng mà chưa đến độ gọi là dơ. Vì thế mà khi mà độ là dơ nó lên tới đây nè, thì nó sẽ biến thành màu vàng, thì nó báo động cho mình biết trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình phải chạy ra xa lộ. Mình chạy rất là vận tốc khoảng 100 km/h chạy suốt như vậy, thì nó sẽ tự động nó clear cho, nó sẽ sổng nó rửa cho. Còn nếu không nữa thì nếu mà mình không có cơ hội mình chạy ra ngoài xa lộ, thì mình nó tự khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mà mình không có regenerator nó đó, chỉ regeneration đó, tức là mình không cho máy nổ thật là lớn lên để mà đốt những cái suit này còn lại ở trong cái máy chạy thải đó, thì nó sẽ cắt vận tốc xuống còn có 5 mile per hour, tức là khoảng 8 km per hour cho mốc giờ chiếc xe chạy như vậy thôi, tức là cho mình đủ vận tốc để mình tấp vô lề. Và trong lúc đó thì cái máy tự động rửa hệ thống khí thải đó, nó sẽ bật lên đó. Thì mình rồi mình phải tìm cái chỗ nào mà nó không có cỏ, không có rác rến này kia nọ, không có gì để dễ cháy đó, không có cây kia nọ khô kia nọ, nó sẽ, tại vì nó rất là nóng, đối với cái ông bô nó nóng lắm. Thì nó chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ trở lạnh lại cái mức bình thường như thế này. Nó thì cái chiếc 2021 này nó hay hơn chiếc 2011, là vì cách 10 năm thì cái vấn đề khí thải nó có sự phát triển tốt hơn và nó không có tạo phiền phức. Ok thôi, chúc các bạn có một ngày tươi đẹp. À rồi xong xuôi nữa, cái này coi như nó không có gì hết, mình cứ bật mình đi tìm thôi. Còn bên cạnh đó thì ở hãng này đó thì nó có cái máy này đó, thì về để you have 0 hours and 13 minutes of remaining drive time. Group 1 đó các bạn. Thì hôm nay nè, tôi muốn chia sẻ cái phần này với một số người bạn. Đề nghị tôi chia sẻ về vấn đề sự hiểu biết của tôi về vấn đề khí thải, hệ thống nước rửa khí thải. Nước rửa khí thải này nó là cái gì? Nó rất đơn giản, nó là tiếng Việt mình á gọi là ô rê, tiếng Anh á thì gọi là ia, và tiếng Pháp á thì gọi là ia rê. Cái này nè, cái ore nè cộng với ammonia
A-mo-ac. Tiếng Việt tôi nhớ là lâu rồi, trước nay tôi học lâu lâu lắm rồi, tôi còn nhớ amoac. Amoac là nó có trong nước tiểu, nước phân của người của mình với thú vật. Còn cái ore này nè, nó có trong máu mình. Và khi mà người ta muốn đo nồng độ ore, số lượng ore ở trong máu của mình đó, thì người ta lấy máu từ trong gan ra, thì nó có đó. Ok, thì ore này nó là một cái hợp chất mà đơn giản nó dùng để làm phân. Thì phân ore mình có loại là 20 0 0, cái số này nó sẽ tăng lên. Cái số này biểu hiện cho phần trăm của nitrogen ở trong hợp chất, thì có 40 0 0. Ok, thì cái phân này nè, tôi đặc điểm nói về cái này. Thì có một người tên là Previt, hiện tại đang tù chung thân ở Na Uy đó, mấy năm về trước đã bắn chết vì cái khuynh hướng chính trị của người này. Người này chỉ là một người mà chống lại xã hội thôi, rồi chống đối lại cái chính sách mà cho dân tị nạn đến Na Uy. Thì cái chủ trương người này nó có cái khuynh hướng là giống như là Hitler vậy, có những cái coi như là một cái con chim đơn độc đó, mà có những cái đầu óc mà nó không có, nó khác mọi người. Thì người đó đã bắn chết đâu 77 đứa học sinh dưới 18 tuổi ở trên cái đảo đó. Thì người đó dùng cái phân ore loại 20 00 này trong để trong thùng phi, rồi đổ cái nước dầu bí dầu vô đó. Thì khi mà cái phân ore mà nó gặp bí dầu, cái nước dầu mình gọi là dầu đi hả, chứ không gọi là xăng nha, dầu. Thì khi mà đổ vào đó thì cái nitrogen này nó bốc hơi rất là nhanh. Thì bốc hơi rất là nhanh như vậy đó, tại vì nitrogen nó là một cái chất khí mà muốn trở thành chất lỏng chỉ dùng một cái áp suất rất là nhỏ có thể biến nó trở thành chất lỏng và có thể biến thành chất rắn được. Đó là nitrogen. Nitrogen là một cái khí mà nó có nhiệt độ lạnh, nhiệt độ đặc đá của nó phải là 270 gì đó, nhiệt độ Kelvin đó, là zero Kelvin đó, đó là cái là khí nitrogen này. Đó thì nói đến đây thì thôi sẵn mình nói luôn đi, nói về tài xế, nhưng mà mình cũng phải có chút xíu về kiến thức về một cái số về quá chất như thế này. Giờ tôi đến gần này cho các bạn đọc nha, không biết các bạn đọc. Ok, à đây, ok. Thì đó, và bên đây đi, rõ hơn chút xíu. Thì cái dầu á, diesel đó, cái công thức hóa chất nó là 12C12H24. Cái DEF này nè là nó có một cái hợp chất là ure, là CONH2 2, tức là nó là như thế này, CH4N2 0 no oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen là urea. Ammonia thì nó có công thức như thế này, cái hợp chất của nó, cái cấu tạo của nó là nitrogen cộng với 3 phần tử của 1 phần tử nitrogen với 3 phần tử của hydro. Thì khi mà cái hợp chất này đó, khi mà diesel nó đốt trong máy ra, nó phun ra,
nó phun ra cái chỗ này là ông bô nha, tôi nói là ông bô nè, ông bô chỗ này đi. Giờ tôi không có bô xe của xe tải đây, mà nói là bô xe xăng thì mình chỉ tạm thời mình làm cho các bạn thấy thôi. Ở trên này nó như thế nào nha. Thì nó vô tới đây đó, thì nó nằm ở đây, nếu mà mình không có cái nước này nè thì nó sẽ thổi thẳng ra ngoài luôn, thì nó làm ô nhiễm thành phố. Có thể là từ trước đến nay thì cho là cái khí gọi là mưa acid là bị thứ nhất, rồi bị smog tức là bị coi như là nắng bốc lửa đó, thì hình thức mà mình thấy cái hơi khối ở dưới mặt đường nó bốc lên đó, đó là bên đây gọi là smog. Thì cái đó rất là nguy hiểm, rất có hại cho sức khỏe, có nhiều người thở không được. Nó thì hai cái hôm hợp này khi mà đốt với nhiệt độ cao, tại vì khi cái ống bô nó thổi ra đó thì nhiệt độ nó khoảng trên 200 độ F thì nó sẽ tách rời cái khí nitrogen này, nó bay ra từ đó và nước ngay, hơi nước nó sẽ phun ra và nó sẽ nhiễu xuống. Ở mùa đông mình sẽ dễ thấy lắm. Rồi mà nếu mà không có cái những chiếc xe này vào mùa đông thì thấy là nước nó động, nó nhiễu ra từ đó đó, từ ống bô đó. Thì thật sự là nó có cái kết cấu này tạo ra nước. Rồi nó không có cái nước này đó thì nó sẽ trở thành có cái khí CO2 tức là carbonic, nó bay lên. Thì khí carbonic là có hại cho sức khỏe. Rồi bên cạnh đó là dầu hay là xăng đốt không hết, thì thí dụ như dầu đốt không hết thì đó là một cái hợp chất nó gọi là, ở trong này nó gọi là nitrogen monoxide, nó còn nằm ở trong cái ống bô. Thì nó gọi cái tiếng gọi là, cũng có cái danh từ khác nó gọi là soot. Nó còn nằm ở trong cái nước rửa. Thì sáng nay thì mình làm cho các bạn xem nè. Dạ, tôi không biết làm ở đây. Dạ. Tự biên tự diễn đấy. Cái nước đó mình nó khác với nước thường của mình, thấy nó không có màu vậy, nhưng mà nó có hình thức hơi kẹo, mình có thể nhìn được hơi kẹo, hơi nặng hơn nước thường của mình. Rồi cái này thì người ta thường người ta dùng, sau này có những người họ dùng cái này để rửa xe, có hại gì không? Nó nhúng vô tay nè, nó giống như mình dính vô xà bông vậy thôi chứ không có gì hết. Có hại gì vô không? Không hại gì hết mà sạch nữa. Thì cái này đó thì tôi mục đích tôi đem về để mà tôi sẽ rửa cái phần xi măng ở phía bên hông nhà đó, rồi để tôi đó, các bạn thấy là sạch chưa, sạch liền ngay. Đó rồi. Thì cái này nó là như thế nào? Bây giờ mình sẽ dùng cái hình thức này để cho các bạn thấy nha. Bây giờ tôi làm để cho thấy nha. Nó thì cái máy lược, tóm lại là cái máy lược khí thải, nó là cái gì? Nó chỉ là cái phần này là có một cái filter trong này, có cái lược ở trong này. Thì khi mà ba cái hông họ cái nước dầu nó đốt rồi nó phun ra, và có một số lượng nhỏ
nó không đốt hết thì nó nằm ở lại trong cái máy thế này, rồi có cái lượt này. Mà khi mà nó đốt rồi với nhiệt độ của cái máy phun ra đó, nó nóng vậy đó, thì nó tách rời ra cái khí nitrogen nó bay lên, và nước hơi nước nó bay xuống, nó có thể nhiễu xuống đất tùy theo nhiệt độ đó. Thì trong lúc máy nổ đó thì chỉ là đơn giản là cái máy bơm đép này nè, nước khí thải này nè, nó chỉ phun vô nhỉ trong lúc máy chạy mà để mà nó rửa. Thì còn lại cái carbon này, tại cái hỗn hợp nào cũng có carbon trong này hết, cái hỗn hợp nào cũng có hết, thì carbon nó sẽ nằm lại ở trong cái filter này, ở trong cái lược này. Rồi một thời gian mà gọi là đi service đó, thì người ta sẽ tháo máy ra, người ta sẽ thay cái lược đó, giống như mình thay lược nhớt xe vậy, nhớt lược dâu, lược không khí vô xe, nó giống như vậy. Nó trong lúc mà hiện tại tôi cho máy nổ đó thì thực sự nó chỉ là vậy thôi nè, cứ sệt như này. Khi mà nó ra đó thì nó ra cái nó bay hơi ra là nitrogen. Cái nitrogen á thì cái không khí của mình á cái khí nitrogen nó bay ra, và cái oxygen á nó cộng với nó hòa hợp với hydrogen, nó trở thành nước, nó nhiễu xuống. Còn cái khí carbon nó trở thành carbon, nó nằm ở trong này, nó nằm ở trong cái lượng này, nó chỉ vậy thôi. Nó cái máy á, cái máy nó cứ xịt vô như này đó. Thì mục đích cái máy mà rửa khí thải nó chỉ là như thế này thôi. Ok, rồi các bạn, rồi cái vấn đề mà cái nitrogen á thì hiện tại không khí mình hít thở thì cái trung bình á, nó có khoảng 79% nitrogen, cái khí nitrogen để mình hít thở để mình sống đó, cộng với khoảng 21% oxygen thôi. Thì không khí hàng ngày thì mình hai cái đó là hai cái chính để mà con người có thể sống được đó. Vậy thế mà chỉ là nitrogen với oxygen đó. Thì cái máy này thì mục đích nó lược ra nitrogen, nó sẽ bay lên, rồi hơi nước nó sẽ nhiễu xuống bay ra, hay là nó bay thôi tùy theo nhiệt độ. Thì còn cái carbon á, tức là tro, thì nó sẽ nằm lại trong này. Ok, thôi chúc các bạn có một ngày tươi đẹp. Nó thì các bạn thấy là khi mà xịt xuống rồi đó thì nó trắng, nó dễ lao dễ chùi, nó chỉ số nước vô chút xíu thôi. Nó thì cái nước này nó là như vậy, tóm lại nước này nó là ore cộng với amoniac, chỉ hai cái đó thôi. Okay.